Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisemon. Tình hình là bây giờ mình đang tính đi đào thêm khoáng sản để chúng ta nấu ra và tìm kiếm một em Pokemon có xác suất rất là hiếm luôn. Khi mà mình nấu khoáng sản ra thì em sẽ xuất hiện á. Nhưng mà hiện tại thì cây cúp của mình nó không có phục vụ vô cái việc đào khoáng sản được, vì nó có dòng tự động nấu rồi. Thành thử ra mình sẽ bỏ nó ở nhà đi. Và chúng ta sẽ lấy một cây cúp mới ha. Đây, cây cúp này có hiệu suất luôn nè. Đó, nó không có dòng auto smell thì mình sẽ dễ dàng đào khoáng sản hơn. Rồi, giờ thì chắc đi luôn nha. Ủa, gần nhà mình có một em Diglett nhưng mà màu hồng. Trời, đã vậy. Nè, Diglett màu hồng, hàng hiếm nha. Ồ, được thế nha. Thôi thì gặp nhau thì về đội của nhau luôn đi. Rồi, và em này thì chắc mình sẽ bắt liền luôn ha. Không cần phải chiến đấu đâu. Nhảy nhót làm gì bé ơi. Vô đội mình là hợp lý luôn nè. Necroma mình màu hồng, giờ có thêm Diglett màu hồng nữa. Và mình được cái thành tựu gì cơ? Bắt Pokemon màu hồng mà. À, vậy là trong đây có cả đống Pokemon màu hồng luôn á. Không phải riêng một mình em này đâu. Được, được. Bỏ vô máy tính liền. Xong, giờ thì mình sẽ đi tìm một cái hang gần nhà ha. Lâu rồi mình chưa xuống hang nè. Mình cũng quên mất cái đường xuống cái hang mất rồi. Đây, có cái hang gần nhà đây. Chủ yếu thì mình sẽ đào sắt nè, cũng như là vàng. Hai quặng này thì mình sẽ nung được á. Còn, cái quặng aluminum thì chắc không cần đâu. Mình chủ yếu là cần sắt vàng thôi. Mà cái hang này cục thế. Ồ, cái hang này mới toanh luôn. Hang này có sắt nữa nè. Được rồi nha. Càng nhiều sắt càng tốt. Tại vì xác suất xuất hiện của cái Pokemon mình nói á, rất là thấp luôn. Nên mình cần phải đào thiệt là nhiều rồi nung ra thì mình mới tăng cơ hội mình gặp được. Rồi nãy giờ mình được cũng gần nửa stack sắt rồi nè. Tính ra bữa nay đi đào cũng nhiều lắm á chứ. Bội thu. Hàng đâu cả đống sắt luôn. Thời tới. Ui, mình đi mới được có một vòng thôi ha. Mà gần một stack sắt rồi nè. Wow, chắc đổi nghề thôi. Không làm anh câu cá nữa mà chuyển sang anh thợ mỏ rồi. Đào sắt kiểu này thì thành đại gia sắt thôi. Càng đi thì cái hang nó càng bự ra nè. Và dưới này có cả đống loại quặng khác nhau luôn á. Nhưng mà mình sẽ chọn lọc ra ha. Ở đây có Pokemon gì vậy? À, một em rùa. Em rùa nhìn dễ thương vậy. Hãy đá với hãy bỏ á. Vậy là dưới hang mình cũng có thể gặp được nhiều Pokemon mới lắm đấy. Nên cũng để ý một xíu ha. Có vàng. Đây là những cái quặng vàng đầu tiên trong buổi đi đào mỏ của chúng ta nè. 7 quặng luôn. Cũng được. Ngọc lưu ly. Lấy thêm một ít ngọc lưu ly về đi. Kẻo mình có cường hóa thì mình còn có ngọc lưu ly ấy. Ở trên nhà mình cũng gần hết hay sao rồi. Còn đâu nữa không ta? Như đây đủ chứ nhờ. Mới một stack thì mình sợ hơi ít ấy. Chắc kiếm thêm tầm một stack nữa đi. Là cỡ 2 stack rồi chúng ta sẽ trở về ha. Mình nghĩ cũng mau thôi. Cái hang này mình đào được rất là nhiều luôn nè. Đây, tiếp tục nè. Chưa gì đã được thêm 16 rồi. Hết chỗ này chắc là đủ luôn rồi nè. Thêm chỗ này 61 rồi. 61 thôi, đi lên luôn được chưa nhờ. Đường lên thì kiểu gì mình chả gặp thêm sắt. Đây. Đây luôn. Vượt chí tiêu luôn rồi ha. Giờ thì chắc mình đi lên mình nấu là vừa rồi đó. Tranh thủ rồi chúng ta còn làm nhiều việc lắm. Bữa nay mình còn cầm trên người những cái Ice Stone Shack là các bạn hiểu. Mình đã tìm ra cách để chúng ta farm được cái loại đá này rồi đó. Một xíu thì mình sẽ nói rõ hơn á. Còn bây giờ thì chắc tìm đường lên thôi. Và cách lên nhanh nhất đó chính là đào thẳng lên á. Chứ bây giờ mà kêu mình mò lại cái đường cũ á là vô phương luôn. Mình đi hơi bị lâu. Hả? Cái gì? Ủa, mình gặp được hóa thạch ở dưới hang nè. Để coi đây là hóa thạch. Ôi mình không có. Ôi quên nhờ, lấy cúp gia tài ra đào thì ngon nhờ. Có thêm hóa thạch luôn. À, cũng được đó nha. Tính ra mình cũng có thể tìm hóa thạch Pokemon
ở dưới hang ấy chứ. Nhưng mà nó sẽ khá là khó ha. Thay vì đó thì mình sẽ đi ra biển, nhìn xuống tít dưới đáy biển á, dễ gặp hơn nhiều. Nấu thôi. Để coi mình nấu bằng cái lò này được không ta? Cái này là lò sắt, mình sợ nó không có tính á. Thôi thì để chắc cứu hơn thì mình chịu khó nấu hơi lâu một xíu ha. Mình sẽ dùng lò đá. Ui. Thôi xong rồi, hồi nãy dục hết đá rồi. Mình chỉ chừa lại khoáng sản thôi. Quên mất nhà hết đá củi. Để mình xuống đây mình đào ít đá củi cái đó. Về làm cái lò nung. Hậu đậu kìa. Hên là gần nhà còn đá đó. Rồi mình sẽ làm thiệt là nhiều cái lò ha. Lấy than ra nữa. Sau đó mình sẽ đặt ra ngoài. Để chỗ trống đi, nhỡ mà Pokemon đó có xuất hiện thì mình còn thấy dễ hơn nữa. Nhiều đây thì có bị ít quá không ta? Mình sợ nhiều đây nó ít quá, nó không xuất hiện á. Rồi mình đã chia hết toàn bộ số khoáng sản mình đào được trong chuyến đi này vô những cái lò rồi ha. Giờ thì ngủ giấc chờ đợi thôi chứ biết làm sao giờ. Cũng hên xui á. Thôi ngủ trước đi. Và cái quặng Ice Stone Shack này á, nếu mà mình muốn có được thì mình phải trở lại cái vùng băng cơ. Ở vùng băng sẽ có một em Pokemon lâu lâu sẽ xuất hiện ha. Và mình có thể farm em đó để có được cái mảnh này. Khá là hợp lý luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ ngủ một giấc để cho trời sáng nha. Rồi chúng ta đợi một lúc coi có Pokemon xuất hiện hay không á. Mình nung cũng khá là nhiều nè. Hy vọng là em sẽ xuất hiện ha. Đây là Pokemon gì ơi? Corviragus. Ủa sao nhìn quen vậy? Mình cũng có một em giống như vậy hay sao nè? Không, đây là Runergigus cơ. À, vậy là đây là một dạng khác nữa. Được luôn, bắt luôn. Mình sẽ cho em vô chiến đấu luôn ha. Vô. Quay. Một cái là kiểu như là phiến đá, còn cái này là giống như là cái pha rong nè, cái chỗ cho pha rong nghỉ ngơi nè. Căng đây. Vuốt bóng tối. Rồi kéo ghịa nữa cây máu liền. Đây em này thì chắc dùng một quả Ultra Ball thôi. Mình nghĩ Ultra Ball là có thể bắt được em này rồi. Được không? Căng nha. Có vẻ cũng khó tính đấy. Ui mà mình ở đây cũng lâu lắm rồi mà lần đầu tiên mình gặp Pokemon Corviragus này ấy. Hú hồn chim én, tưởng đâu em thứ dữ nào xuất hiện chứ. Rồi cuối cùng thì cũng chịu. Cái em Corviragus này hơi bị lì luôn. Và coi em sẽ là Pokemon hệ gì đây. Một Pokemon hệ ma thôi hả? Em là dạng tiến hóa của Yamask hay sao ấy? Vậy là Yamask khi tiến hóa sẽ thành Corviragus à? Nga là vậy. Ok. Hiểu luôn ha. Nhìn thấy ghê quá à. Rồi và nãy giờ thì sao rồi? Có Pokemon nào xuất hiện không? Rồi Sukuna luôn. Không có luôn. Buồn vậy. Chết quốc rồi. Không có Pokemon nào xuất hiện hết. Ê. Khoan. Ủa. Có Pokemon xuất hiện. Đây nè, em sau lưng mình nè. Em nhỏ quá. Hên là mình nghe được cái tiếng của em. Trời. Rồi, bắt luôn. Em này, mà em mới cấp 5 thôi. Có tên là Meltan á. Wow. Em kiểu như là ốc vít vậy á. Giống như ốc vít vậy. Đây, bắt em luôn nha. Em này thì chắc mình sẽ thử trước với Whitbon trước đây. Và một lúc thì mình sẽ dùng level ball là hợp lý nè. Em này thì chỉ quick ball với level ball là hợp lý thôi. Wow. Khó rồi. Ball không được thì chắc level ball nhá. Mình còn cỡ 19 quả thôi nè. Hy vọng là chúng ta sẽ bắt được Meltan ha. Nhưng mà cái em Meltan nữa không phải là dạng dễ bắt đâu. Mình đã tốn 10 quả rồi nhưng mà vẫn chưa có cái dấu hiệu nào là bắt được cái em Meltan này hết. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Rất là khó bắt luôn. Gần dùng hết số lượng level ball của mình rồi.
Như vậy thì level bond không hiệu quả với Meltan rồi. Sao giờ ta? Mình cứ nghĩ em này thua cấp Necroma rất là nhiều thì level bond sẽ hiệu quả chứ. Nhưng không. Ui không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi. Em đánh xong một hồi em tự bị phản đam á, còn có 4,8% máu thôi. Mà mình đã bắt 65 quả rồi mà không được. Bây giờ em đấm mình thêm phát nữa là em đi luôn á. Mình chỉ còn một lựa chọn duy nhất này thôi, là dùng quả phát bon á. Đầu tư chứ biết sao giờ. Trời ơi. Tại em này rất là khó để spawn ra trong việc nấu cái khoáng sản luôn. Mà mình gặp là mình cũng hên dữ lắm rồi á. Rồi và bây giờ thì mình đã bắt được Meltan rồi á. Đây em đây. Cấp 5 mà trời đất ơi. Em bắt em này là còn khó hơn bắt mấy em Legendary nữa. Giờ thì mình cứ gắn cái XP share này cho em trước đi, để luyện cấp cho Meltan lên ha. Rồi sau đó thì mình sẽ đi tìm thêm khoáng sản. Tại vì mình cần phải nung khá là nhiều khoáng sản khi mà có em này trong đội hình á, thì em mới kiểu chịu tiến hóa được cỡ 400 quặng khác nhau á. Trời ơi, nghe mà nó căng thiệt luôn á. Thôi không sao, hồi nãy mình đi một lúc thôi mà được kiểu như cả đống sắt với vàng rồi. Giờ thì chịu khó đi thêm một chuyến nữa ha. Đã đầu tư hẳn một quả phát bon rồi thì phải đầu tư thêm cho em tiến hóa chứ. Đi, tiếp tục trở lại cái hang và đào thôi. Bữa nay là kiểu như thành thanh niên chăm chỉ luôn rồi đó. Anh thợ mỏ chăm chỉ luôn. Đây là chuyến đi mai thứ hai trong ngày rồi. Ok, sẵn tiện này thì mình sẽ cày thêm sắt cũng như là vàng các thứ rồi ha. Mới mốt xài đâu chứ. Cũng hợp lý đi. Để coi 400 quặng là cỡ bao nhiêu stack ta? 5 stack mấy à? 5 stack mấy, 6 stack gì đó. Chắc mình đào cỡ 6 stack này ha, cho chắc. Thà mình dư ra một xíu còn hơn là kiểu bị thiếu thì khó chịu lắm. Cái này thì nó dễ hơn rồi. Mình có thể đào cả sắt nè, vàng nè, quặng bao sai này, cũng như là quặng silicon ha. 4 là quặng mình có thể nung để cho các em Meltan của mình tiến hóa đấy. Sáp ai thì ở nhà mình có cái viên mega của ẻm rồi đúng không ta? Nhưng mà mình thì chưa có ẻm thôi. Ủa, mình bắt được sáp ai luôn hả? À, mình có sáp ai rồi, ok. Tưởng đâu chưa có thì mình sẽ bắt thêm một em á. Tại em đó cấp 4 mấy rồi, bắt cũng khá là hợp lý đó. Nhưng mà hình như có gì đó sai. Hồi nãy giờ mình đi cũng hơi bị lâu rồi đó mà không hề gặp một quặng kim cương nào luôn. Trong khi mình thì khá là thích đào kim cương, mà chả thấy quặng kim cương nào từ đầu chuyến đi đào khoáng sản hôm nay luôn á. Kỳ vậy ta. Kim cương hình như bây giờ bị thất lạc hay sao. Tìm mãi chả thấy một quặng nào luôn á. Rồi và mình sẽ đào thêm một mớ ở đây nữa, đủ chưa? 4 stack nè, cái này là 5 stack. 5 stack mấy rồi. Chắc thêm vài quặng nữa thôi là đủ 6 stack rồi đó. Đi lên được rồi. Bữa nay đào hơi bị nhiều cây cúp, hiệu sức của mình nó cũng gần hư mất rồi nè. Rồi và mình sẽ ngồi đây để chờ đợi coi sau khi nung hết cái đống khoáng sản này thì cái em Meltan của mình có chịu tiến hóa hay không á. Bữa nay anh làm rất là cực khổ cũng chỉ để có em và em tiến hóa lên đó. Nên Meltan em hãy sớm tiến hóa nha. Giờ ngồi gán đợi xíu thôi. A few moments later. Đây, cái em mà mình nói khi mà farm rơi ra cái mảnh Iceland Shack đây rồi. Em ấy có tên là Glaceon nhá. Đây em này. Mình farm em này là mình sẽ được những cái mảnh Iceland á. Nè. Đã thiệt, nhưng mà em này hơi lâu xuất hiện nha. Mãi gần mấy cái cục đó thì mới có một em thôi. Khá là hiếm luôn. Mấy em Pokemon khác thì mình farm thì hầu như là không có rơi ra cái mảnh này. Thấy toàn rơi ra băng như cầu tuyết thôi. Lâu lâu qua dụng băng mà gặp em boss Metacross nữa. Được. Súp ẻm thôi, Charizard. Đây rồi. Ui. Nhưng mà boss này cũng trâu phết đấy. Chịu một đòn của Charizard nhưng mà chỉ mất nửa cái máu. À, lần này thì ngẫm luôn ơi. Charizard gánh tem cực mạnh. Và mình sẽ có được một sao đây đó. Và viên mega của Metacross ha. Quá là đã luôn.
Hợp lý thiệt sự á. Nhưng mà ui, lại có thêm bot. Ai cha cha, đại hội bot à? Gì đâu mà nhiều bot xuất hiện thế. Mà hổm rày mình đánh bot á, kiểu như mình không có nhặt thêm được những cái quả bóng Master Ball hay là Park Ball mới, cũng hơi xu ha. Cỡ trước thì hay nhặt được lắm, giờ thì hết hơn rồi. Ui, có mèo nữa, nhưng mà mèo này là mèo mèo xám rồi, mèo Galarian. Mình đang cần mèo thường cơ. Để mình đi dạo khúc này coi, coi có mèo thường không. Ờ mà hình như cái dụng băng là mặc định là mèo là sẽ biến thành mèo Galarian đấy. Không được, vậy là phải tìm dùng khác rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao em Pokemon của mình không có tiến hóa được nhờ? Mình đã luyện cấp rồi, nấu cả đống khoáng sản rồi. Cái này là trên 400 những cái quặng rồi đó, nhưng mà không chịu tiến hóa nha. Bây giờ em đã cấp 80 rồi chứ còn ít đâu, mà không chịu tiến hóa. Em còn có một chức năng đó chính là giúp mình phát hiện ra quặng ở xung quanh nữa ha. Cũng khá là hay để khi đi mai nè. Nhưng mà mình thứ mình cần ở em là em tiến hóa để thay đổi hình dạng thôi. Hay là phải lượm hết mấy cái quặng này ra ta thì mới tính nha. À rồi hiểu. Mình nấu xong đúng không, mình phải lượm ra cơ. Lượm ra rồi thì em mới chịu tiến hóa. Trời đất ơi, làm hiểu nhầm em rồi. Và đây, em đã tiến hóa thành công và trở thành mèo metal. Học được kỹ năng cú đấm sấm sét nè. Được nha. Cho em học kỹ năng cú đấm sấm sét luôn. Đây, hình dạng của em nè. Nhìn chất lượng thiệt sự á. Sau khi tiến hóa là máu tăng lên đáng kể liền. Hợp lý nha. Nhưng mà tốc độ của em này thì hơi chậm á. Chỉ số tốc độ của em hơi bị thấp luôn. Nhưng mà không sao, chầu với đã là được. Wow. Xịn thiệt. Coi hình dạng thì em có nhiều dạng không. Ui, em có dạng Gigantamax nè. Nhìn như robot vậy đấy. Đã thiệt. Mình đã đầu tư cho em Park Ball cả đống thời gian của mình dành cho em rồi. Thành thứ ra mình sẽ đầu tư luôn cho em một bát súp cuối cùng á. Trời, mình hơi bị thích cái dạng Gigantamax của em luôn á. Nhìn thôi đã thấy khoái rồi. Chưa, để mình cất bớt đồ vô trong cái đó. Sau đó mình sẽ lấy súp, ủa lấy nấm cũng như là một cái tô ra để làm súp cho em ăn. Ăn bé ơi. Nè, cho bé nè. Yeah, và bây giờ mình chỉ cần cho em ăn thêm một ít kẹo thôi, để mạnh hơn thôi á. Rồi, đi test luôn. Gần đây có bot hả? Súp bot luôn, sợ gì. Vô. Rồi, và chuẩn bị chào đón hình dạng của mèo metal Gigantamax nha. Đây rồi. Giờ chân em dài hơn rồi nè. Quá đã luôn. Thôi ngắm em xíu thôi, chứ em chiến đấu thì mình không đánh giá cao lắm ha. Chủ yếu là đưa em vô để khoe với các bạn là em Gigantamax rồi đó. Bị chết luôn ấy nha. Tuy hơi tốn kém cũng như là mất thời gian với em, nhưng mà mình nghĩ em sẽ là một tăng cơ chính hiệu cho đội hình của mình trong thời gian sắp tới đó. Còn giờ thì đánh thêm boss Alvaroth thôi. Hôm nay thì mình farm được thêm khá là nhiều boss luôn, nhưng mà vẫn chưa có thêm bất kỳ quả bóng Park Ball hoặc là Master Ball nào ha, để gỡ lại mới được. Sugana thiệt, được thêm một cái đá Z hệ rồng ha. Được, vào tối luôn. Rồi giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái vùng băng thêm một lần nữa ha. Sau chuyến đi này cũng phải trở lại vùng băng đó thôi, tại vì mình vẫn chưa farm đủ số lượng cái mảnh Ice Stone Shack nè. Mình còn thiếu tới 5 mảnh nữa cơ. Hơi khó rồi. Đợi chắc cũng hơi bị lâu đấy. Nay là cho mèo metal chiến đấu hơi bị nhiều rồi đấy nhá. Ây, chiến đấu thêm chập nữa em ơi. Ui, mà phải công nhận nhìn kỹ cái dáng mèo metal Gigantamax lên nhìn như Gobo chiến đấu ấy. Cái quả tay này hơi là bị to nha. Thích thiệt sự. Rồi đấm cái nữa em ơi. Đấy. Bot Glalier sub niệm ơi. Niệm thiệt nè. Cú này là niệm nè. Rồi. Để coi. Vẫn không cho mình bóng xịn.
mình đang cày bóng xịn á, nhưng mà farm hoài chả ra bóng xịn gì hết. Chắc tại boss mình gặp chưa phải là boss cấp quá cao ấy. Lần trước mình nhớ là mình farm boss cấp legendary thì phải, thì rơi ra quả master ball luôn. Chắc mình phải tìm boss legendary mình farm up. A few moments later. Rồi, xuất hiện rồi. AFK nãy giờ cũng chỉ đợi khoảnh khắc này thôi. Gần đây có Calyrex spawn ra á. Để mình đi tìm em cái nhá. Đây, trốn đi đâu bé ơi. Tới công chuyện nữa. Rồi, xúc em thôi. Kéo rỉa máu một tí nhá. Đây, mèo mèo tòi có vẻ kéo rỉa máu tốt nè. Rồi, cố lên. Có nên thêm một hit nữa không ta? Thôi. Không nên. Chậm mà chắc ha. Rồi, giờ thì bắt đầu chinh phục ẻm thôi. Chắc cũng hơi gian nan đây. Hôm qua mình bắt cả đống bóng chứa luôn mới có được Calyrex đấy. Hôm nay không biết như thế nào. Thánh thần ơi, mình tốn 50 mấy quả bóng khác nhau không bắt được. Mình tung đúng một quả Repeat Ball thôi là bắt được cái em Calyrex này rồi. Và em có luôn cái cọng dây. Tuyệt vời. Oh my god, em Calyrex lần này mình bắt có cái cọng dây màu xanh đi rồi. Wow, thích nha. Đây, mình sẽ cho em ra coi. Thử coi. Có được chưa? Ủa? Sao không được vậy? Nè, được rồi nè. Thành công rồi. Mình đã cho em dùng cọng dây này thành công và em đang cưỡi cái em... Em gì quên mất tiêu rồi ta? Ui, nói tất ngang quên tên em rồi. Nhưng mà đại khái là em ngựa ma của mình đi. Trời ơi, nhìn đã thiệt. Này, wow, thích nha. Khi cưỡi xong thì chắc sẽ khá là mạnh đấy. Học được cái năng mới luôn mà. Ủa, mình có tới tặng 2 em Calyrex lận. Nên mình sẽ có thêm một cái option nữa. Đây, option thứ 2. Đó chính là cho Calyrex cưỡi ngựa băng á. À, học được kỹ năng mới luôn. Thích vậy trời. Mình có 2 Calyrex khác nhau nè. Các bạn thích Calyrex cưỡi ngựa băng hay là thích Calyrex cưỡi ngựa ma hơn? Mình thì mình thấy là cưỡi ngựa băng thì nhìn có vẻ ngầu hơn á. Còn cưỡi ngựa ma thì nhìn có vẻ cũng ngầu luôn. Nói chung em nào cưỡi cũng ngầu hết á. Quá đã, vậy là cổng dây này mình dùng không giới hạn luôn á. Thích thiệt sự. Rồi, vậy là bữa nay chúng ta có bộ đôi Calyrex nữa. Quá là tuyệt vời. Giờ thì mình sẽ tranh thủ mình đi kiểu như là farm thêm những cái Ice Stone Shack này nè. Nãy giờ mình farm cũng được mớ rồi. Hy vọng là chúng ta nhanh chóng có đủ để ghép thành viên đá thôi. Chứ farm hơi mất thời gian á. Sẵn tiện thì mình sẽ thử sức mạnh của Calyrex mới luôn ha. Đây, Calyrex cưỡi ngựa ma nè. À, cưỡi ngựa ma thì tấn công bằng kỹ năng hệ ma luôn. Ui, cũng khỏe phết đấy. Ui, cũng có boss kế bên nữa à. À, thời tới. Đây là boss thứ bao nhiêu mình cũng không nhớ rồi. Hôm nay mình farm quá trời boss luôn á. Nhưng mà không có được quả bóng xịn nào hết. Hơi xu nha. Rồi, vô. Rồi, ui. Gan ta mắt lên nhìn đẹp vậy. Không ngờ Calyrex ghi gan ta mắt lên. Hiệu ứng gì mà đẹp dữ vậy. Quá đã luôn. Được một cái amulet coin. Cái này mới nè. Bỏ túi luôn. Đấy, có đồ mới là thấy khoái khoái rồi đó. Và em này sẽ có rơi ra cho mình thêm một mảnh Ice Stone Shack hay không? Mảnh cuối cùng. Có hay không? Ui, cho mình nguyên cái viên đá luôn. Không hiểu. Ơi nhưng mà vậy cũng hay. Vậy là bây giờ nếu mình ghép lại là mình sẽ có tới tận 2 viên đá luôn. Hợp lý nè.
vượt chỉ tiêu rồi. Thôi đi về đi về. Cỡ trước á, mình không có muốn tìm mèo á thì mình gặp mèo liên tục luôn, mà bây giờ muốn tìm thì chả thấy mèo đâu để tìm hết. Cay thiệt. Mình sẽ đấm em mèo này cho bỏ cay ha. Kệ, đấm em này cho đỡ cay đi. Đấm khi nào mà gặp mèo thì thôi ha. Ô, vào mèo cho mình. Master Boon. Oh my god. Mình đấm em vậy mà em cho mình Master Boon. Trời ơi, có lỗi với em mà. Giờ ước gì có em ở đây để mình đấm vài cái mình xin lỗi. Kiếm thêm Master Boon. Ui, bữa nay mình tốn một quả Park Boon để bắt mèo Metal và em đã giúp mình có lại một quả Master Boon. Không uổng công mình đầu tư cho em. Em Pokemon đáng đồng tiền bát gạo thiệt sự á. Rồi gần nhà còn có chị y tá nữa nè. Ủa chị không có nhà. Chị không có nhà thì đồ của chị là em giữ giùm nhá. Cái gài đồ đạc các thứ là dễ bị mấy siêu trộm vô đột nhập lấy lắm. Mình giữ giúp chị kẻo bị mất ấy. Rồi coi coi gần đây còn boss nào không. Ồ, trên đồ cây có cái gì lạ lạ ta. Vàng vàng đen đen trắng trắng. Cái gì nhờ. Gì nhờ. Để mình lên mình coi thử coi. Ồ, cho mình một cái Magma Zer. Ui, cái này khá là cần thiết để tiến hóa cho Magma nè. Một món đồ hữu ích. Được được, giữ luôn giữ luôn. Gần về tới nhà gặp nhiều thứ hơn vậy ta. Rồi bây giờ thì cùng nhau ghép thành cái viên đá băng thôi. Đây, vậy là chúng ta có tới tận 2 viên đá băng ha. Một viên thì mình sẽ kiểu như là ghép với cái ọp này, cái ọp này, để chúng ta tạo thành cái ọp băng ha. Đây. Và sau khi mình làm xong thì nhiệm vụ nó đã chỉ mình thêm là mình cần phải đi farm những cái linh hồn á. Cái này thì có 300 mấy linh hồn lận á, nên farm cũng mất khá là nhiều thời gian. Lúc rảnh thì mình sẽ tranh thủ mình đi luyện linh hồn sao ha. Bữa nay thì quả là một ngày tuyệt vời của mình luôn. Mình đã có được hai dạng khác nhau của Calyrex. Một dạng là cưỡi em ngựa ma, một dạng là cưỡi ngựa băng. Em nào thì nhìn cũng rất là ngầu ha, và mạnh nữa. Đồng thời thì chúng ta cũng có thêm một thành viên mới, hơi bị siêu to khổng lồ và cũng như là rất là trâu ha. Đó chính là mèo Metal. Đã vậy còn Gigantamax nữa. Sắp tới thì mình sẽ kiếm những cái vật phẩm tăng cường sức mạnh cho mấy em này, để mấy em có thể tham chiến và gánh tem dữ hơn. Chứ hiện tại thì mình thấy mèo Metal cũng chưa có nhiều đất diễn cho lắm ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong buổi đi mai để tiến hóa cho mèo Metal ngày hôm nay. Hy vọng là thời gian sắp tới chúng ta sẽ có nhiều dịp để tiến hóa những em Pokemon mới lạ hơn. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.